cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại kênh hai vợ chồng mình. Cả nhà ơi, hôm nay hai vợ chồng mình mời cả nhà vào bếp nhưng mà trong một cái khung cảnh nó lạ lắm nha. Đó là trời tối rồi nha cả nhà. Hôm nay trời tối thì hai vợ chồng mình thèm ăn cả nhà ơi. Lâu dữ lắm, lâu rồi hai vợ chồng mình mới làm clip đêm, và đúng lý ra là mình làm ban ngày nhưng mà tại vì hai vợ chồng mình quá bận bịu cho nên là tới tận bây giờ mình mới làm được. Và mình sẽ vào bếp và mình làm một cái món ăn cũng khá là quen thuộc với tất cả mọi người ở đây luôn nha. Đó là món thịt ba chỉ mình chiên nha cả nhà. Đúng đi ra là mình làm thịt heo quay á, nói chung là mình muốn ăn thịt heo quay lần nữa, mà muốn ở nhà tự mình làm là mình quay bằng lò nè, lò hang hoặc là lò điện. Nhưng mà giờ tối rồi cho nên là mình quyết định là mình sẽ đem đi luộc miếng thịt đó và mình chiên thì nó sẽ nhanh nhất, đúng không anh? Dạ yeah, rất là ngon nữa. Cái món đó là không thua kém gì mình là đem đi nướng đâu cả nhà. Nhưng mà mình một lần mình từng làm chứ anh? Chưa từng làm đúng không? Chưa. Mình thấy người ta làm cái da rất là dọn mà mình thì mình chưa từng làm. Nhưng mà hôm nay mình sẽ làm thử coi là thành công hay là thất bại nha. Thôi mình có từng làm với mẹ mình và em mình rồi, nhưng mà cũng có cái thất bại, có cái thành công. Và hôm nay tự bản thân mình làm thử coi có thành công hay không. Thôi mà cả nhà cùng vào bếp nha. Và đây cả nhà ơi, mình đã chuẩn bị xong một miếng thịt ba chỉ thật là ngon luôn rồi nè. Mình đã rửa sạch và cạo miếng da thật là sạch luôn rồi. Mình có chuẩn bị thêm là lá chanh nè, gừng, tỏi, sả, để một hồi mình luộc miếng thịt này cho nó chín thì mình mới bắt đầu mình đem mình đi chiên nha cả nhà. Giờ Hiền Khoa anh sẽ bắt lửa lên để mình bắt nước mình luộc thịt nha. Rồi sao nó cháy ngay ngoét quá vậy anh? Từ từ vậy. Có thể nó ngủ không chị? Để vô. Hôm nay là đặc biệt hai vợ chồng làm khuya luôn, làm để ăn tối luôn cả nhà. Cũng đói bụng nữa rồi. Mình mua từ trưa mình định làm nhưng mà mình khá là bận cho nên là mình không có thời gian để mình làm được. Cho củi vô, hôm nay đã kiếm được củi bé bé rồi nè. Hôm nay ra guồng ngoài vườn của cha. Củi này là củi bưởi nè, như nó cộng nó nhỏ. Được rồi đó anh ơi, bắt chảo lên được rồi đó, củi này nó mau cháy lắm. Lửa đã cháy, lên chảo nào anh ơi. Xong cho nước vô. Sao nó khô, nó cái đốm gì kìa. À nó khô. Tại nó bị khô em. Để vô. Mình sẽ cho vô đây là. Được rồi anh ơi, được rồi anh ơi. Nhiều lắm rồi đó. Mình cho vô đây tầm cái này là 3 lít nước nha. Mình không có canh cho nên là mình không biết nữa. Mình lường khoảng 3 lít thôi, mình lường khoảng nó đầy cái nó ngập cái miếng thịt là được. Nước của mình cũng đã ấm rồi. Bây giờ thịt anh Khoa anh sẽ cho vô, bóc tay luôn, cho miếng thịt vô. Miếng thịt này là miếng thịt 3 kg nha. Siêu to khổng lồ. À, lật người lên. Vậy ha. Đúng rồi. Anh không biết luôn. Dạ, em hướng dẫn. Đẩy qua. Đó, một hồi mình sẽ trở miếng da sau, chủ yếu là mình luộc cho miếng thịt chín. Rồi giờ mình sẽ bỏ sả, gừng, tỏi vô, lá chanh mình sẽ bỏ vô sau nha. Mình sợ lá chanh nó ra nó đắng. Bỏ hết vô. Hết vô luôn. Mình sẽ cho vô đây một ít đường, một ít bột niêm. Mình thêm vô một ít bột ngũ vị hương nữa nha. Cái này là mình niêm trong nước rồi hồi mình luộc cho nó chín luôn là mình đem ra mình chiên nha. Mình không có làm gia vị thêm nữa. Ướp vô xong rồi, bây giờ mình sẽ rửa cho cái da của nó nãy mình để nó dính nè. Mình là để xuống, mình rưới xuống đặng cho nó đều với cái nước cho nó thấm. Mình luộc cái miếng thịt nó chín đó cả nhà. Rồi nó thấm vô miếng thịt luôn, rồi mình không cần phải ướp nữa. Mình làm cái này theo cách mới nha. Và giờ mình sẽ cho vô đây thêm một ít nước tương nữa nha. Mình không có bỏ muối nè. Mình cho nước tương vô cho nó có cái màu. Mình cho vô thêm một miếng nước tương, hồi miếng thịt mình luộc cho nó sẽ có màu. Này đúng lý ra là mình cho thêm bột ớt vô nữa cả nhà. Wow, thối nhiều quá. Đúng lý ra mình cho thêm bột ớt vô nữa nhưng mà tại vì có nhà có em nhỏ cho nên là mình không có cho nha. Rồi mình sẽ luộc đến khi miếng thịt của mình nó chín thôi. Thịt mình luộc nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi ha anh, tầm nửa tiếng à. Giờ mình sẽ trở lại. Mình cho nó chín luôn cái mình trở lại. Quá gì mình cần bỏ lá chanh không anh? Em sợ bỏ lá chanh vô nó đắng. Một xíu để mình bỏ sao để cho nó thơm thôi. Miếng thịt này á, mình lật lại nó hơi bị xấu cả nhà, không giấu gì cả nhà là hồi sáng mình mua. Hồi trưa chứ mình mua hả là miếng thịt người ta để còn nguyên luôn. Cái mình không có rút sườn, cái nãy về suy nghĩ lại thôi mình rút cái tự mình rút luôn. Bây giờ mình rút ra nó hơi bị xấu, nó bị mất thịt nhiều quá. À, giờ tiếp tục mình sẽ luộc cho cái phần da với phần mỡ dưới chín nữa là xong nha, là được. Miếng thịt mình trở lại á, mình nấu nãy giờ cũng được hơn 20 phút nữa rồi. Bây giờ anh Khoa sẽ bỏ lá chanh vô cho nó thơm thơm thôi. Xong mình bỏ vô lâu quá mình sợ nó đắng cả nhà. Wow, thơm quá anh ơi. Lá chanh này rất là thơm. Trở miếng thịt qua một lần nữa, rưới lên luôn hả? Mình nấu nãy giờ đầy chảo nước mà nó sắp xuống còn có một miếng à. Ngon rồi đó em. Chín rồi đó, cũng muốn chín rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ vớt ra nha. Vớt ra luôn anh ơi. Rồi. Lấy ra, lấy ra. Sẵn suốt. Ôi, đừng vô lũng da nha anh. Nó không, xấu à. Chắc nó không xiên qua miếng da nữa đâu. Wow, cái miếng da nó vàng đẹp quá nè cả nhà ơi. Rồi để lại lên đây luôn đi anh. Mình sẽ để qua cái mâm này. Cái mâm nãy mình rửa lại rồi. Em sẽ phụ anh nha. Ôi, nặng quá. Wow, miếng thịt ngon quá là ngon luôn. Cái miếng thịt này nó cũng khá là dày á, mình luộc cho nên nó hơi lâu nè cả nhà. Mình ướp về cái miếng thịt nó vàng ha anh. Quá đẹp. Miếng da này nó vàng ươm luôn cả nhà. Có những cái hột này là hột ngũ vị hương nha. Đúng không anh? Cái hột ngũ vị hương nó mới có hột nè, chứ không phải là khác. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi làm cái nước giấm với muối để mình hoa lên cái da này. Nhưng mà trước khi làm nước giấm với muối thì đầu tiên thì mình sẽ kiếm đồ để mình xăm cái da này nha. Để một hồi mình chiên cho nó bung lên. Giờ mình sẽ xăm miếng thịt này nha. Mình xăm miếng da chứ. Đây mình có cái đồ xăm nè. Đó, mình xăm gì cái một hồi á, mình chiên á, cái nó mới phồng lên. Mình không biết có phồng hôn đây nữa. Ở nhà không có cái đồ xăm thì mình có thể xăm bằng cây nĩa. Nó chạy em ơi. Mình có thể xăm bằng cây nĩa hoặc là những cây xiên que nha. Và miếng da của mình xăm nãy giờ thì nó cũng đã đều hết rồi nè cả nhà. Ở đâu cũng xăm, mình xăm bấy hết luôn rồi, gọi là mình xăm bấy hết luôn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ lau cái lớp mỡ này. Mình xăm xong cái mỡ nó tươm ra nè cả nhà, thấy ướt cái miếng da luôn. Rồi mình sẽ lau cho khô cái miếng da này. Mình lau nó hơi khô mỡ thôi. Xong bắt đầu thì mình sẽ chuẩn bị giấm với muối, mình bỏ vô, mình ngâm. Cục thịt mình xăm xong á, mình sẽ đã để qua một cái mâm khác rồi. Bây giờ mình sẽ cho vô đây là một chén giấm. Và mình cho vô đây là khoảng 2 muỗng muối nha. Rồi quậy đều lên. Hôm nay thì đặc biệt mình sử dụng giấm và mình không sử dụng chanh nha cả nhà. Quậy cho nó tan muối ra. Giấm với muối mình đã pha xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ lấy miếng thịt mình cho qua nha. Qua bỏ qua. Nó vừa ngập cái miếng da không đây anh? Vừa ha. Vừa mí luôn. Vừa mí cái miếng da luôn. Mình sẽ ngâm miếng da này ở trong giấm với muối khoảng 10 phút mình sẽ lấy ra. Và mình quạt cho nó khô thiệt là khô rồi mình bắt đầu mình mới chiên nha. Tại vì tối mình không có nắng cho nên mình không phơi nắng được. Cho nên là mình sẽ hong gió cho nó khô. Rồi bây giờ mình sẽ để ở đây tầm 10 phút nữa thì mình sẽ quay lại nha cả nhà. Miếng thịt của mình, cái phần da mình ngâm trong giấm với muối nãy giờ cũng được 10 phút rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra. Mình lấy ra mình lật lại cho cái miếng thịt của mình nó khô. Rồi bắt đầu thì mình mới đi chiên nha cả nhà. Đây, miếng thịt khá là nặng cả nhà ơi. Cho nó nhiễu xuống. Cho nó nhiễu giấm xuống đi. Thường thường thì người ta sẽ hay chà muối với chanh. Mình ngâm giấm luôn, giấm với muối. Rồi mình lật ngược lại. Miếng thịt mình lấy ra khỏi nước giấm với muối rồi. Giờ mình sẽ để đây mình hong gió khoảng nửa tiếng nữa. Cho đến khi cái da của mình nó khô lại thì mình sẽ đem mình đi chiên nha cả nhà. Bây giờ còn nước như vậy thì mình chưa chiên được nha. Miếng thịt của mình á, mình đem vô mình quạt gió nãy giờ nó cũng hơi khô chứ nó không được khô lắm như mình phơi nắng nha. Nhưng mà hơn giờ mình sẽ chiên luôn. Giờ tối cả nhà, bây giờ mình sẽ khứa. Mình khứa ra một phần dừa vậy để một hồi mình chặt cái miếng thịt heo quay luôn nha. Thịt heo chiên giòn chứ. Mình sẽ cứa hơi vậy thôi. Xong thì mình sẽ bắt đầu mình chiên nha. Mình sẽ chia cho đều, mà không biết có đều nổi không đây. Hai vợ chồng nay thử thách ăn khuya ha. Ăn xong đi ngủ luôn. Làm xong món này là tới giờ đi ngủ luôn. À, em chia cũng đều quá nè. Tự khen luôn. Đó, mình chia đều chưa? Cái miếng này hơi cạn. Đó. Cái miếng này hơi cạn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt lửa lên để mình chiên nha cả nhà. Lửa mình đã bắt rồi, bây giờ mình sẽ cho chảo lên. Mình sẽ đầu tiên là mình sẽ cho lửa thật là nhỏ luôn, vừa thôi nha. Đó, đợi chảo khô thì mình sẽ cho dầu vô. Chảo khô rồi, cho dầu vô. Mình chiên cái này thì dầu cũng hơi khá là nhiều quá nha. Dầu mình chế vô thì nó cũng chưa sôi lắm, nhưng mà mình sẽ bỏ thịt vô từ đầu luôn nha. Bây giờ đầu tiên thì mình sẽ cho một đôi đũa vô. Đó, mình lót ở dưới. Chết rồi, được không anh? Được. Rồi anh bỏ miếng thịt lên đi. Em sẽ vịn cái này. Rồi, em để, tại dầu mình để hơi nhiều. Để lên. Đó. Thôi mình sẽ chiên cái da nó trước, cho cái da nó săn lại, xong thì mình sẽ rút đôi đũa ra. Mình chiên cho nó lăn tăng thôi. Đũa này hơi nhiều rồi, bây giờ mình sẽ rút ra bớt nha. Cái củi nhỏ nó cháy quá anh ơi. Mình chiên cái lửa nhỏ cho cái da của mình nó lăn tăng vậy là được nha cả nhà. Mình cũng học được, mình cố gắng mình làm cho nó thành công nè. Giờ mình sẽ hâm cái miếng da coi được chưa nha. Hôm qua sẽ nghiêng qua một bên. Đây, miếng da của mình nó cũng săn lại rồi nè, nó cũng hơi rồi nè cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ lấy đôi đũa ra và mình chiên lửa lớn luôn. Đợi em gắp ra. Rồi cho xuống luôn. Cẩn thận anh ơi, xích qua anh ơi. Rồi giờ bắt đầu thì mình sẽ chiên lửa lớn nha cả nhà. Cho củi lên. Cho lên đây thêm một cây nữa. Mình chia lớn lên cho cái da nó bông lên. Mình chiên dầu hơi nhiều, mình cũng không dám ngồi gần cho lắm. Đây mình chiên lửa thật là lớn luôn. Mình không biết nó khét không đi nữa, mình sợ quá. Em không dám nhào vô. Mình ngồi hơi xa nha. Đây mình chiên nãy giờ nè cả nhà. Cái da thì chắc là nó cũng vàng rồi. Bây giờ anh Khoa sẽ trở nha. Để lật lên coi coi. Wow. Ôi, bị khét anh. Cẩn thận nha. Chạy nha. Anh sợ đi mà cẩn thận anh ơi, chảy dầu dữ lắm ạ. Mình phải chiên dầu cho nhiều. Wow, ngon quá cả nhà ơi. Nhưng mà như nó hơi bị khét ha anh. Vừa không khét đâu. Rõ rồi. Giòn không? Giòn á. Giòn không? Giòn. Mà cho nó không có nổ bung như ấy ha. Không như trong... Không như trong mơ. Rồi giờ mình chiên cho bề này nó vàng nữa là được nha cả nhà. Và đây cả nhà ơi, cuối cùng thì heo quay của mình cũng đã chặt ra hết luôn rồi. Mình nãy mình tính để vài cục tan tí mà thôi chặt ra hết luôn. Và mình ăn kèm ở đây là bánh bò nè. Bánh bò này của mẹ mình hấp mới vừa ra lò luôn nha. Mình sẽ chấm với là nước mắm chua ngọt. Và mình ăn chung với cái này là dưa leo ngâm mắm nha, ngâm nước mắm nha. Thôi bây giờ mời cả nhà cùng ăn với hai vợ chồng mình nha. Ở ngoài trời thì tối thui luôn, tối đen như mực luôn anh ơi. 10 giờ rồi. Ăn tối thôi anh ơi. Hôm nay là được ăn thịt heo quay tự làm nè, bánh bọt cũng mẹ mình hấp ra luôn nè, dưa leo cũng tự làm luôn. Tất cả trên đây là món tự làm hết nha. Thôi không chần chừ nữa, mời cả nhà nha chứ giờ đuối lắm rồi. Đây mời cả nhà. Gấp một cục tên này nè. Đó, mời cả nhà. Đúng là đúng miếng đã kẹp chưa? Thêm miếng bánh bò nữa anh. Sao kẹp được? Đây em sẽ kẹp cho anh coi. Được không? Đó, vô đây đây. Em kẹp đó, đó anh kẹp, kẹp được một miếng nè. Ui sao ăn. Nói chứ ăn bánh bò trước. Mời cả nhà. Anh sẽ ăn thịt heo quay trước. Cái này heo kêu là gì em? Heo chiên đi chứ heo quay gì? Heo thịt heo quay thịt heo chiên. Thịt heo chiên giả quay. Đây mời cả nhà nha. Chấm như một miếng. Còn anh mời. Cái phần thịt này nó cũng giòn á. Nó thơm lắm nữa. Nó vừa ăn ha. Vừa ăn. Miếng thịt vừa ăn ha. Cắn thử miếng da. Rồi. Ok ok. Để mình ăn thử miếng da. Giòn cái nè. Biết làm mà nha. Giòn cái nhà, giòn gậu gậu á. Cái này mà mình có thời gian á, mình nướng nên mình nghĩ nó sẽ bung hơn. Khi mà mình nướng nó sẽ bung nhiều hơn. Bánh bột cục mỡ. Ngon. Nãy mình ngồi mình suy nghĩ tối vừa bánh hỏi đâu ăn ta. Bánh bột. Nãy em nói ăn cũng giật mình. Cái tự nhiên mình nói à, khi người ta nói heo quay, bánh hỏi, bánh bò, ở nhà mẹ có bánh bò tại sao mình không ăn mà mình đòi đi mua bánh hỏi. Bánh bò mới luôn. Thơm phức mà nó ngọt nữa. Bánh bò mới là ngọt. Ăn vui nữa ngon rồi. Trường quay. Mình không có rau mình ăn dưa leo em cũng làm nữa mà. Dưa leo dính lông rồi. Làm dưa mắm. Tất cả đây là tự làm hết. Thịt heo á, mình làm mình ướp vô mình nấu vậy luôn, cái nó thấm vô nó chín miếng thịt luôn, cái nó ngọt ghê. Nó ngọt, nó ngon, ngọt đều. Chấm một miếng to luôn. Nước mắm chua ngọt, xì kẹo. Quết một cái nữa. Nó đã. Nó giòn quá em. Đầu tiên ăn bánh bò nhiều. Bánh bò mẹ làm nó xốp nè, nó gì cua luôn, nó ghê rễ tre luôn nè. Ai xé ra là rễ tre ở trong. Nó bông quanh nữa. Mẹ làm bánh nó ngọt vừa phải à. Ăn nó ngọt đậm, ngọt nhiều quá giờ ăn cũng ngán. Ai ăn cái thịt heo không khác gì thịt heo quay luôn. Heo chiên mà. Nó thơm y như vậy luôn á. Mình giả quay nè. Quá tuyệt. Cái rượu da không bung được. Nó không có bung mà nó bung tròn quay, nó bung ra thôi, nó nổ á. Giống như mình cái chiên lúc đầu á, quan trọng là lúc đầu á. Mai mốt mình làm nữa mình sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng mình làm món này hoài mình rút kinh nghiệm. Mình làm bữa mình làm với mẹ hả? Cũng chưa nổ lắm. Cũng được thôi. Lấy kinh nghiệm. Giống như tại sao người ta hay làm ra cái gì kêu là quay heo mướn á. Tại sao làm ngon? Tại vì ngày nào ta cũng quay hết. Nó làm nhiều nó có kinh nghiệm. Có kinh nghiệm. Dưa leo giòn á. Mình cho ăn dưa leo. Dưa leo giòn lắm. Ăn thử đi. Ăn khoái ăn với bánh bò. Mà ăn thử tay nghề của em đi. Chưa. Dạ em đưa vô anh cũng đâu phân biệt được cái nào là cái nào đâu. Mà nó cái độ giòn của nó. Rồi đói bụng. Không cần bỏ túi lạnh, không cần ướp nước đá, không cần gì hết. Wow. Dưa leo sắc ra xong ngâm muối, xong bóp chắc rồi nấu nước mắm đường bỏ vô. Thế mình nó lại giòn vậy á. Không cần nước đá không cần gì nó hết. Nó giòn như cái phần tôm á. Giòn lắm luôn. Nói chứ nguyên một gỗ này làm gì, nguyên một mâm này làm gì, hai đứa ăn hết. Quái lạ. Nó nổi lên phình trong đây luôn. Mỡ á anh. Cái này phải có mỡ thì ăn nó không ngán. Ăn cục thịt không ngán lắm. Nhưng mà em lại ấn mỡ quá đi. ăn cá màu trắng. Giờ mình không có rau sống thì mình ăn với dưa leo, dưa ngâm thì là để được lâu. Anh nhai cùng mỡ mà nấu cùng luôn em. Cái mỡ gì nó mới ngon. Nhưng mà nó béo thiệt. Mình ăn phần dưới ra thôi, cho nên mình để nguyên. Cha mẹ mình tối rồi không ăn. Cái này anh suy nghĩ cũng làm sao. Cha mẹ mình giờ này cũng vẫn còn hức. Sáng mai mình sẽ hâm lại, dồn bánh mì, xin nước tương vô. Ôi cục mỡ. Đã. Một cái rồi, ngày mai em cân ký sẽ lên cân. Tại hôm nay ăn mỡ. Tại ít khi nào mình ăn khuya mà lại hôm nay ăn khuya mà lại ăn mỡ nữa chứ. Mỡ nó phúng á. Nó ngậm cái miệng ra nó chảy à. Có bánh bòi nữa là khỏi ăn cơm luôn á. Ăn này là no ngủ mà giờ này là xong rồi đi ngủ à. Ở nhà thấy là ăn mắt mình hiếp dịp, bạn Khoa cũng hiếp dịp. Miệng bị lũng à. Miệng bị lũng. Cái món này có lâu một cái là nước luộc nào, xong mình xăm mình chờ nó gáo lại, cứ chiên rất là nhanh. Nó chơi chứ thèm món gì cái hay chồng làm bất chấp cả ngày, khuya gì cũng làm. Nhớ có một clip là mình từng coi người khác làm mình thèm, cái hôm đó là tự mua về mướn người ta quay ăn. Cái mình còn nói vậy nè, ăn đợt này không biết bao giờ mới thèm lại, ai về cuối cùng thèm nữa. Cái đợt này quyết tâm là đã hứa cả nhà là sẽ tự làm, và lần này đã tự làm. Lần tới mà em thèm là anh sẽ chỗ tại anh quay heo lại. Mà quay bằng lửa nha, anh sẽ có kinh nghiệm rồi, quay bằng lửa mới ok nha. Cái cục này bé bé không anh? Nè, siêu bé nha em nè. Vậy em bứt cục thịt này thôi được không? Được. Em bứt ngang cục thịt được không? Rồi. Thôi bứt cắn không thôi, nó chơi chứ để. Ôi cắn vô đã lắm không? Ôi nó sướng. Cắn vô cái lên 2 kg liền ha. Cắn đi, cắn vô một cái lên 2 kg liền. Không phải là ăn dụ cho mình mập á. Mình nói là mình không mập đâu mà anh cứ dụ cho mình mập hoài. Mập bên vậy có sức giảm cân, còn này cục này to quá. Cái mấy cục thật à. Đó. Kem nè. Mỡ á. Có cục mỡ á. Anh ăn coi cho có calo để em ơi giảm cân. Ồ đã nè. Có calo làm gì? Đúng. Có calo để làm gì? Có sức giảm cân. Vậy hả? Mới để gây lộn với em à. Mỡ nó giòn nữa nha. Mình ăn mỡ mình sợ em. Cái da tước. Anh coi mấy cái clip mà Thánh ăn á, ồ ăn. Đừng có nói nữa mà đừng có nói mà. Cái thích cho em thèm ăn mà em sợ. Mình nghe tới cục mỡ. Nó chơi nè anh Khoa anh khoái. Mình quay lần gì nè, xong rồi ở nhà mình ai cũng khoái, nó thịt heo quay nhưng không khoái lắm mà là quay xong bỏ nước tương vô kho lại, dạng như kho tàu vậy á. Vậy mình lại khoái. Ngon lắm. Ăn cái đó mà ăn cái da nó lúc đó da nó hết giòn rồi nhưng mà nó dai dai nó sụp sụp nó làm sao á, ngon lắm. Ăn cái cơm tuyệt vời. Thứ một. Anh ăn bánh bò của mẹ. 2 cơm. 2 cơm. Mẹ khỏi nấu cơm. Bánh bò này rất vừa ăn. Nhưng mà ăn cái bánh này thì lại thèm thêm nước cốt nữa. Chấm nước mắm thì nó hơi sai sai. Nước cốt hả? Sáng trà hắn. Nước cà chừa cho. Thôi. Ở nhà mình tự sản xuất cho nên sáng ăn hết nổi à. Tự do. Nước ăn. Anh nhớ hôm nào có một lần anh thèm bánh bánh gì không phải cái bánh bèo. Bánh bèo một lần không bao giờ nó thèm nữa. Sáng mẹ đưa cho một dĩa trà bá vậy nè. Anh về anh nói anh thèm tối, anh nói anh thèm bánh bèo. Sáng mẹ mình chừa cho một dĩa. Rồi cuối cùng là ngày nào mẹ cũng chừa hết. Ghét mà một ngày đó mẹ ơi đừng chừa nữa. Không, lúc đó cưới cho. Chưa. Bác ơi con ăn hết nổi. Mẹ mình mới thôi không chừa. Mẹ là vậy á. Mẹ mình là vậy á. Ai mà đứa nào mà nói thèm cái gì ha là mẹ chừa chừng nào mà nó nói mà nó đâu ham. Con ngán rồi á là thôi. Của nhà mà mình làm á mình bán mà. Cứ ăn thôi. Anh ăn đi. Anh ăn cục mỡ cho. Bây giờ nó nói. Dạ. Hết ngó cục mỡ nổi. Cắn vô cục mỡ tự nhiên nó ấn ngang luôn á. Vậy mà bà đặt mua thịt có mỡ rồi ăn. Nó chơi chứ cục bà thịt ba chỉ á, cục thịt ba gọi sườn của người ta bán vậy nè, cho nên là mình mua mình cũng không lựa được đâu. Và tùy con heo nữa. Cho nên là thôi mình mua đại đi về cho anh Khoa anh ăn cho anh tăng cân. Nói chứ em làm cái này mình cục thịt đùi em làm đâu ngon. Không ngon. Ừ. Có gọi nè. Có gọi. Ừ. Tuy có mỡ sợ sợ nhưng mà đó. Cắn cục mỡ ế căng. Ừ. Anh cắm vô mà anh nổ cục cái cảm giác gì không? Cắn đúng cục mỡ nó kêu một cái sọt mà nó xịt đi tùm lum ấy. Vô đây mà mình xả mình bớt nó còn cái dao. Nó dợp luôn cái mình bỏ nước mắm đường vô cái nó nở ra nữa. Nó giòn. Nó làm khô. Ừ. Em đâu ngâm nước đá gì đâu anh. Nó giòn đụm nữa. Ừ. Anh ăn là phải một lần. Ôi lội. Ừ. Trời ơi hư quá. Để em ăn ăn là phải một lần một đũa vậy. Đúng rồi. Tọt cái dễ đi. Hết chiều đi rồi. Ừ. No rồi. Bắt đầu no rồi. Lấy con mẹ ỉ bao nhiêu đây bánh bò. Mình ăn còn không nổi. Ăn còn không hết. Tháng chi là mẹ làm một thao luôn. Gần cả chục ký. Em ăn nhau. Đã. Giờ ăn vô rồi tắm ngủ. Sướng rồi. Thèm ăn chậm hết thèm luôn. Là ăn đã cái thèm nữa rồi cái nhà. Mà không bao lâu thèm nữa hả? Cô là bé bé không? Không, ăn nặng thôi, không ăn nữa rồi. Anh đang nhìn em. Này cục thịt này có gân hả? Cục thịt đó có sụn á. Anh này sụn không ngọt đây nè. Ăn đau hả? Anh sụn gân nó ê. Mình ăn ở dưới khúc dưới này, khúc dưới tên này là còn để nguyên rồi mình không đụng tới. Để sáng mai mình nấu lại. Mình sợ cái nào mình cũng đụng vô, mình sợ nó hư. Nhưng mà hãy qua chứ không hư đâu. Không hư. Nhưng mà thôi, ăn phần nào theo phần nấy. Không ăn lộn xộn. Nè. Cắn lấy cục mỡ ra. Ừ, con da giòn. Mà biết tới sáng làm mơi nó còn giòn gì không nữa. Ừ. Nếu thịt heo mình quay ngoài tiệm thì để ra nó còn giòn. Ừ. Đây, heo của mình không biết. À, heo quay ngoài tiệm để từ sáng tới chiều nó cũng hết giòn. Anh thì cảm thấy còn ăn được. Nó bớt giòn thôi. Bớt. Ừ. Mà ngoài tiệm nói chung là người ta ướp. Còn giòn mà. Còn giòn. Ừ. Một cái bánh nữa thôi nha. Thì tính ra thì cái món heo quay cũng khá là dễ làm. Cả nhà những ai mà chưa làm được thì có thể thử theo cách của mình. Không cần phải ướp gia vị, gọi là trộn gia vị riêng á. Mình học được cách là làm ướp chung vô luôn. Này thì mình cũng học được. Cho nên là mình chỉ lại thôi. Cái này có một cái hay là mình không cần tẩm ướp nó cực kỳ hết. Mình cứ để vô nước luôn, mình nấu lên một hồi cái thời gian mình luộc đó là mình luộc cho thịt nó chín luôn. Khi mà mình chiên thì mình chiên lửa lớn rồi nó sẽ làm cho cái thịt ở bên trong của mình nó mềm, ở ngoài thì nó giòn. Đúng rồi. Còn kia là ở ngoài nó giòn mà ở trong nó khô luôn. Nhưng mà quan trọng là cái da nha, cái da mà làm không có giòn lên được, ăn là không được đâu. Ăn đi, nó cứ ngắt mình nó dính ăn luôn á. Gọi là nó dẻo á. Mình ướp gia vị vô tông cái nước hết cái mình nấu vậy mà nó thấm cái miếng thịt nó ngon, nó ngọt, nó vừa luôn. Như heo quay không khác gì hết cả nhà. Thôi hai vợ chồng mình cũng đã ăn xong rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hai vợ chồng mình ngày hôm nay nha. Mong cả nhà ủng hộ kênh hay chồng mình trong những video tới. Một ngày làm lâu thiệt là lâu, từ đầu cuối hả? Từ đầu làm tới giờ hả? Mới có một cái clip mà khuya thiệt là khuya như vậy luôn nha. Mong cả nhà sẽ ủng hộ hai vợ chồng mình thật là nhiều để hai vợ chồng mình có động lực ra thật nhiều video hơn nữa nha cả nhà. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà, hẹn gặp lại.